Kính chào quý vị và các bạn. Nếu đến các điểm du lịch của miền Trung trong một tuần tới thì quý vị dễ bắt gặp những cơn mưa. Trái lại thì Tây Nguyên thời tiết vẫn ít mưa và có nắng đẹp. Ngay ngày mai biểu tượng nắng xuất hiện đều khắp ở các điểm đến của Tây Nguyên. Nắng nhiều nhưng cảm giác thì vẫn mát mẻ và dễ chịu. Nhiệt độ cao nhất ở Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa, Buôn Ma Thuột 29 đến 31 độ, riêng Đà Lạt chỉ khoảng 25 độ. Nắng đẹp sẽ còn duy trì ở thành phố Buôn Ma Thuột trong cả 7 ngày tới. Quý vị có thể yên tâm lên các kế hoạch du lịch tại đây. Nhiệt độ ít thay đổi, ban ngày phổ biến là từ 28 đến 30 độ, còn về đêm trời chuyển lạnh, nhiệt độ giảm còn 21 độ. Ở Buôn Ma Thuột có khá nhiều điểm đến để bạn trải nghiệm, trong đó khó lòng bỏ qua Bảo tàng Thế giới Cà phê. Tại đây chúng ta có thể tìm hiểu rất nhiều điều thú vị và nguồn gốc của các loại cà phê, đồng thời còn được biết thêm những nét đẹp văn hóa của Tây Nguyên. Với khu vực Trung Bộ thì ngày mai chỉ riêng có thành phố Phan Thiết là trời nắng ráo cả ngày, còn từ Thanh Hóa đến Nha Trang thì trời đôi lúc có mưa, nhiệt độ ở mức là 26 đến khoảng 31 độ, trời mát. Quý vị có hành trình đến với Quảng Bình trong tuần tới cũng có thể bắt gặp những cơn mưa. Mưa nhiều là vào 2 ngày cuối tuần này, còn các ngày khác chủ yếu là mưa nhỏ ngắt quãng. Đến đây quý vị có thể lựa chọn các hang động nổi tiếng như động Phong Nha, động Tiên Sơn hay động Thiên Đường, vừa để khám phá các vẻ đẹp tự nhiên lại vừa đỡ bị ảnh hưởng bởi mưa. Còn với khu vực Nam Bộ tại thành phố Hồ Chí Minh, một tuần tới thời tiết khá ổn định, ngày nắng và chiều tối thì có mưa dông. Dù mưa không lớn nhưng quý vị cũng cần đề phòng với dông gió mạnh có thể đi kèm. Về nhiệt độ phổ biến là từ 32 đến khoảng 33 độ. Riêng ngày thứ 2 và ngày thứ 3 tuần sau thì trời sẽ khá mát, mức nhiệt là 30 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội sẽ có nắng ráo trong 4 ngày tới. Nắng mây đan xen và không khí cũng không còn hanh khô nữa. Tuy nhiên quý vị lưu ý là vào sáng sớm thì vẫn có thể có sương mù. Từ thứ 3 trở đi đến ngày thứ 5 tuần sau thì khả năng là trời sẽ chuyển mưa do tác động của một dạnh áp thấp. Và cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố du lịch khác trên cả nước.